khi các hiệp định thương mại tự do được ký kết, việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương càng cần phải được coi trọng và đẩy mạnh. Tuy nhiên đây vẫn là chuyện khó của nhiều địa phương, đó là nhận định của các đại biểu tại hội thảo xây dựng chiến lược thương hiệu cho sản phẩm do Bộ Công Thương tổ chức. Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng hoạt động xúc tiến thương mại địa phương cần phong phú, tập trung vào trọng tâm, trọng điểm theo vùng kinh tế mang tính chung và dài hạn, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng hoạt động xúc tiến thương mại hiện nay chưa hiệu quả, một phần do chính chất lượng hàng hóa của doanh nghiệp. Do đó, để quảng bá được thương hiệu sản phẩm thì trước hết hàng hóa của doanh nghiệp phải đảm bảo chất lượng, có chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, nhãn mác, mã vạch, thương hiệu. Khi đó, công tác xây dựng thương hiệu mới thực sự mang lại hiệu quả.